Em xin chào tất cả các anh. Đây là một sản phẩm rất là hot hiện nay, đó chính là nấm linh chi sừng hươu, các anh có thể nhìn thấy. Sản phẩm này mới được nhà em nhập về nên là số lượng rất có hạn thôi. Các anh có thể inbox trực tiếp cho em nhé. Công dụng của sản phẩm này thì các anh chắc hẳn các anh cũng đã tìm hiểu qua rồi. Hôm nay em sẽ nói lại cho mọi người về công dụng của sản phẩm này. Nấm linh chi sừng hươu có tác dụng rất tốt đối với những người bị cao huyết áp hay là những người bị nhiễm bệnh gan nhiễm mỡ này, thì sử dụng sản phẩm này để bồi bổ sức khỏe của mình. Hoặc là những người bị suy nhược cơ thể thì sử dụng sản phẩm này cũng rất là tốt. Các anh có muốn biết thông tin chi tiết gì thì có thể inbox trực tiếp cho em hoặc comment xuống dưới này thì em sẽ trả lời giải đáp cho mọi người.